Chạm xe lướt thi mô tô Thủ Đức tiếp tục lên cho anh em ba dòng xe naked ha, 300cc và 150cc. Rồi gần mình nhất ở đây là mẫu xe Honda CB300 biển Sài Gòn nha, nguyên cái sảnh luôn, 234567 luôn nha anh em. À, lát hồi em sẽ cho anh em xem cái biển số VIP hay là VIP. Giá hiện tại là 93.800. Đăng ký 2020 nha anh em. Xe rất là đẹp. Mà đang hiện tại là đang xe gốc màu đỏ, đỏ đen thì đang dán màu xám. Đó, nhìn cực kỳ cứng cáp luôn nha anh em. Thì kế bên là mẫu xe Kawasaki Z300 biển Sài Gòn luôn. À, cũng là dán full con carbon rất là đẹp, rất là keng nha anh em. Đây là một con xe hai máy ABS rất đáng để trải nghiệm nha. Và trải nghiệm những dòng xe phân khối lớn là khỏi chơi luôn. Đó. À, bền bỉ, nhẹ nhàng, dễ chạy, dễ chịu, dễ điều khiển nữa. À, rất là ổn định. Em cũng thường hay khuyên những anh em mà mới tập chơi xe phân khối lớn á là chơi con đó. À, rất là ổn định. Rồi, tiếp theo là một mẫu Yamaha MT-15. Một con naked khá là đẹp, hầm hố, à, rất là thời trang. Ok, thì bây giờ em sẽ review từng xe để anh em mình tham khảo ha, về giá cả, về chi tiết xe, về tất cả về mọi thứ để anh em mình đưa ra một quyết định ha, sắm xe đi chơi hay là sắp tới là cũng có lễ nữa nè. À, chuẩn bị lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 là nghỉ, cũng rồi lễ Tết Hùng Vương ở Giỗ Tổ Hùng Vương là anh em nghỉ 4-5 ngày đó, đủ chinh phục một con tour luôn nha anh em. À, những con xe này là đi tour là đều là ngon lành hết, dòng naked đi cực kỳ sướng luôn. Rồi thì em sẽ review chi tiết từng xe cho anh em lựa nha. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu tới anh em mẫu Honda CB300 biển Sài Gòn, giá là 93.800, đăng ký 2020 ha. Xe thì gốc xe là màu đỏ, đỏ đen. Hiện tại là trên xe đang khoác lên mình một bộ tem xám. Đó, xám rất là đẹp. Cái màu này thì nó anh em nhìn sao rất là ổn nha, cực kỳ cứng luôn. Thấy không? Đồ chơi cơ bản của em này thì bao gồm có chống đổ, che két, một bộ báo số ha. Cùm thì ra là Ascot Sato. Đây. Đây là bộ báo số nha anh em. Thấy không? Dòng CB300 và RB300 thì không được báo số tích hợp trong đây. Hả? Chỉ có dòng CB150 thì là có báo số tích hợp trong đây luôn. Đó, đó là sự khác biệt của CB150, khá là đẳng cấp. Đây là thay luôn cả bộ đề của MT luôn rồi nè. Đó, của Yamaha. À, nút đề khác. Nguyên bản nha, đuôi zin. Rất là đẹp, xe nguyên zin luôn. Đó, xe thì em mới vừa vệ sinh tổng thể trong ngoài hết rồi. Nhưng mà chất xe rất là ok. Rồi, em sẽ đi xung quanh một con xe để anh em mình tham khảo ha. Thì thiết kế của dòng 300 này là dòng Snellbox giống như đàn anh 1000 ha, 650 và 150, thiết kế đầu đèn tròn. Đó, lách xích hiện đại, cổ điển pha chút hiện đại nha. Cái lộn hiện đại pha chút cổ điển chứ. Dòng ABS trước sau. Đó, ốc tán thì rất là đẹp, rất là ngon ha. Heo cũng là 4 bít Nissin luôn. Đó, ốc tán là sáng trưng nè, dĩa dày cui luôn nha anh em. Lâu lắm rồi mới có dòng CB300 về, rất là ít xe về ha. Cái dòng này chơi rất là bền, chơi ngon. Đó, máy móc thì bền, lợi xăng quá ok, nên là nhiều anh em chơi trải nghiệm mà cũng rất là thời gian rất là lâu để mình có thể là đổi lên UPCC lên xe khác ha. Tại giờ đi phố được nè, đi chơi được nè. À, em trai bữa đi xe này báo nó chạy 180 lận. Em cũng chưa test mà không biết làm sao. À, nghe cũng hoang mang. Anh em nào mà có chơi rồi, có đang chạy thử mà đã test max speed hết rồi thì cho em một cái ý kiến comment nha. Chứ máy 300cc mà chạy được 180 là dữ nha anh em. Vít 3 còn chưa được nữa mà con này sao em nghe anh đó, em đó nói mà em cũng hoang mang ghê. Tại vì em cũng chưa cầm con xe này test thật sự. Đây, phần dĩa sau. Ốc cốt đẹp nè, sáng trưng nè. Dĩa sau dày cua luôn nha anh em. Đó, ốc tán là nghiêm chỉnh hết nha.
máy móc bên em bảo hành cho anh em 3 tháng nguyên zin bao nhá, bao anh em nha. Xe này là zin zin đét luôn á, ốc tán nó sáng trưng nè anh em thấy không. Còn cái vấn đề sơn anh em đừng có quan ngại, không cái lớp sơn này khi máy nóng nó, thời gian nó cũng chốc thôi, bong chốc thôi, không vấn đề gì hết. Chung là chất xe liền lạc là ok, lượm tiền anh em, ốc tán đồ nó sáng trưng nè. Đây cái dấu chấm nè, ốc cốt nè, chung là zin hết từ đầu tới đuôi luôn, bô zin còn luôn. Anh em nào thích đi chơi bô độ thì mình lô bô độ nha. Rồi tiếp theo thì đây nãy em có giới thiệu con này là biển số 234567, nguyên cái sảnh giữ là hú hồn à. Em nó hơi lộn xộn xíu anh em, 2 3 4 5 6 7 anh em đó. Nó hơi lộn xộn xíu thôi, vỏ rất ok, còn ngon lành. Đây nhông sinh dễ nè, màu sáng trưng luôn, đẹp đẽ sạch sẽ nha anh em. Chung mà xe em thì đã được kiểm tra, kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh sạch sẽ trong ngoài đó. Khi mà lên một con xe thì đã trải qua các yếu tố đó, giao tới cho anh em một con xe rất là an toàn ha, để anh em mình trải nghiệm đi tour hay đi chơi rồi đó cũng an tâm. Rất là đẹp, keo dán còn cực kỳ ok luôn. Tay côn tay thắng đồ ngon lành, bao tay thì Daytona, chống đổ hai bên đó. Máy móc zin hết nha, ốc tán sáng trưng nè, rất là đẹp luôn. Chung là dòng CB 300 này bên em bán rất là được luôn đó, nhiều anh em mà trải nghiệm dòng xe phân khối lớn thì chơi mấy con này là quá ok rồi, vừa đẹp vừa thể thao à, chi phí chăm sóc bảo trì bảo dưỡng cũng rất là đơn giản nữa. Thì một máy anh em đề ba rất là đã, cái máy nó lên dời lắm. Đó, anh em nào mà đang tìm con xe Honda CB 300R này thì alo cho em sớm nha. 93 triệu 8 là anh em đón về luôn, đăng ký 2020 nha anh em. Đó, quá đẹp. Rồi, tiếp theo thì Kawasaki, đây cũng một con xe naked bike của trong phân khúc ngon bổ rẻ, cực kỳ dễ chơi và hướng tới những anh em nào mà new bike á, chuẩn bị chơi những dòng xe up từ 150 lên phân khối lớn xíu. Kawasaki Z300 IBS trước sau hai kênh ha, biển Sài Gòn, giá là 77 triệu 800, đăng ký 26 nha anh em. Xe này là đăng ký cuối 26. Hiện tại con này là màu xanh, xanh mà xanh đặc trưng của Kawa đó. À, anh chủ xe thì đã dán chùm full con carbon rồi, rất là đẹp, nhìn cực kỳ cứng cáp luôn. Đồ chơi cơ bản thì có xi nhan led nè, Babakura, rất là đẹp ha, kính chắn gió đồ chơi, chống đổ, che két, mọi thứ còn lại là zin hết nha anh em, với là một bộ tem chùm, chùm carbon nè. Đó, đây anh em thấy không, lớp vỏ trước sau mới thay luôn. Đó, quá trời xịn sò, xe chất xe là rất là đẹp. Con này mà anh em mà sắp tới mà sắm đi tour là khỏi chơi luôn nha, quá đẹp luôn nè anh em thấy không, gai chỉ rồi còn nhóc luôn. Đó, mới thay trước sau đầy đủ luôn. Chất xe thì ốc tán là khỏi bàn rồi, quá trời đẹp luôn, IBS sáng trưng ha. Đó, phuộc phiết là ngon lành hết nha anh em, không có xì dầu hay gì hết nha. À, hai máy đó, chạy thì đi hai chở ba lô, cái ba lô nhỏ anh em chạy 160 170 khỏe luôn đó. Hai máy thì chạy rất là nhẹ nhàng, cái đuôi hậu sao á chạy sướng. Dòng này gọi là thần thánh rồi anh em, trong phân khúc mà 300 400 á, Kawa thì vẫn là nhất. À, hiệu năng đồ chăm sóc bảo trì bảo dưỡng rất là rẻ luôn.
Đó, vỏ sau cũng mới thay luôn nè, gai chỉ còn nhóc luôn, vịt cui luôn. Anh em về là đỡ tiền cặp vỏ rồi nè ha. Nhông sinh dĩa cũng mới luôn nè, sinh vàng quá trời đẹp. Này thì có điều kiện thì lên thêm cái tích hợp sau luôn, bên em có bán đồ chơi luôn mấy trăm ngàn anh em, nên là đẹp xe liền. Đồ chơi hàng lai new đủ để chơi, chi tiết trên xe là rất là đẹp nha, ốc tán sáng trưng luôn nha. Đây là ha, ốc tán đều đạt, đồ rất là liền, bô zin. Anh em mà thích lên bô độ bên em vẫn hỗ trợ luôn. Thêm 1 triệu mấy 2 triệu thôi là sắm combo về chơi ha, lon thường thôi đủ chơi rồi, về ngáo liền lạc ngon lành. Hai máy găng tay nhĩ nhãi luôn, quá ơi là đẹp, lọc gió Canon luôn nha, lọc nhớt chứ không nhầm. Cô Duyên rất là hiền và lịch sự nha. Đó, anh em về thì chỉ có việc đổ xăng thay nhớt ha, bố thắng đồ này nọ là tụi em kiểm tra hết rồi, ngon lành hết rồi. Đó, đổ xăng thay nhớt, lên kế hoạch cho những con tour là hết bài, chạy cực kỳ khỏe, thẳng lưng đã lên gù xéo của Motor World luôn rồi nè. Hướng cái di động này tới mình xíu rồi nó đỡ bị chồm. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với số hotline 0924 700 900, gặp trực tiếp em luôn, em tư vấn cho anh em cho nó dễ ha. Còn anh em muốn tìm kiếm thêm những mẫu xe thì cứ truy cập vào website thimotothủdức.vn giùm em ha. Xe cộ là em cập nhật rất đầy đủ trên đó luôn. Nói chung là xe nào mà trên web anh em xem còn là nó còn đó. Còn mà không thấy bóng dáng nó nữa là nó đã đi về với chủ rồi đó. Quá đẹp. Kawasaki Z300. Giá là 77 triệu 8 đăng ký 26 nha anh em. Rồi. Mẫu cuối cùng luôn là mẫu phân khúc nhỏ, mẫu nó kịch bay cực kỳ đẹp luôn, đẳng cấp luôn nha. Để em lên đèn cho anh em xem. Yamaha MT15 biển tĩnh, giá là 53 triệu 8 đăng ký 2019 nha. Ha, thiết kế thì rất là ngầu, phù hợp cho các bạn trẻ bây giờ nè. Đó. So với 150 thì công nghệ và các đồ trên xe nó không không bằng, nhưng mà về hình thức thì Yamaha rất chú ý đến người dùng ha. Giới trẻ, các bạn trẻ thích ngầu thời trang là số dách luôn rồi. Phuộc upside down, chống đổ, che két, ba ga sau, ba ga này rất là xịn sò, chở đồ thoải mái luôn, cứng cáp. Rồi một cái bộ dè con sau giống như mà T10 vậy đó, cái bộ này cũng khá là xịn sò nha, chắc chắn nha anh em. Đó. Anh em với MT nên mà mình thiết kế sao cho giống MT luôn. Đồng hồ thì thông báo đầy đủ các tính năng, báo số, tua tiết đồ này nọ là có đầy đủ hết, khác với những mẫu xe kia. À, Yamaha là chú ý đến mấy đó, chống đứng luôn rồi nè, nhông sinh dĩa thì mới luôn. Quá trời ngon anh em, con xe này là cực kỳ ổn định đó, ba ga để đi tour. Chắn bùng sao luôn, viết biển số đúc gầm luôn, bắt ra sao y chang con MT9 luôn nha. Quá đẹp, máy móc là zin hết, ở trong giữa luôn nè. Anh em đừng có ngại về chiều cao nha, con này chiều cao cũng rất là ok và có hướng xử lý cho nó hết nha. Nhưng mà anh em mà thấp quá thì mình có thể là mình thay đổi cái bát hạ phuộc. Đó, bên em họ vẫn có hỗ trợ cho anh em luôn. Hạ xuống cái là 1m65 là chống chân khỏe re luôn. Dưới 1m65 nha. Chạy vô tư luôn. Trước em hạ cho mấy bạn nữ chạy khỏe re anh em. Màu này là màu GB. Đó, xanh đen GB.
chất xe liền lạc rất là đẹp nha. Đây phột ngon nè, không có xì dầu nè, ốc tán sáng trưng nè, đó gai vỏ về cui luôn. Đây, bánh xào cũng vậy. Đây em quay bánh xào cho anh em xem ha. Đó, đằng sau rồi gõ vỏ gai cũng cũng mới thay á, anh chủ cũng mới thay, chạy được mấy chục cây, trăm cây gì đó. Rất là dày, rất là đẹp. Tặng nhớt, tặng nón, chính sách bên em lúc nào cũng có kèm theo mấy cái đó, anh em yên tâm ha. À, đèn đuôi sao tích hợp luôn, xi nhan luôn, quá đẹp. Dĩa dày luôn nè, dĩa sao dày cui à. Máy móc êm ái nha anh em. Ôm ru quá trời ngon, quá ổn áp, quá ổn định cho một con xe Yamaha MT15 biển tỉnh nha, giá là 53,8 triệu, đăng ký 29. Hiện tại thì bên em còn rất là nhiều dòng xe ha, từ 150cc cho tới 1000cc luôn. Đó, tất cả các dòng mô tô gọi là bình dễ chơi nhất ha, dòng cơ bản nhất nha anh em. Anh em có thể là tham khảo trên website thimotothudoc.vn giùm em ha, xe cộ em cập nhật rất là đầy đủ trên đó luôn. Đó, quá trời luôn. À, còn trên lầu nữa em chưa có lên được á, thì có thể là gần đầu tháng em sẽ review tổng thể nguyên dàn xe bên em đang có luôn cho anh em nha. Mới khai trương lại thì lo quay xe trước để có dù anh em đang có tìm kiếm xe thì nó anh em thấy thì anh em qua ủng hộ nữa. Đó. Ok, bye bye anh em. Đó, hẹn anh em vào những mẫu xe tiếp theo nha. Đừng quên cho em xin một like, một follow và đừng quên bên em nha. Đó. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo nha. Giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi, thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha, để sao để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn. Tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, vậy thì xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi,
Thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm. Tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Fuscolin nè. Đó. Với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè. Ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn. Cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó. Tiệm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa. Trả góp qua Emboss nè. Có 3 hình thức trả góp nè. Trả góp qua Emboss. Thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi. Vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người. Gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn. Đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết. Nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không. Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em, mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn của người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.